Và tiếp tục hôm nay chia sẻ tới anh chị mình một lô đất giá rẻ quý anh chị ơi, tại phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương quý anh chị ạ. Đó chính là lô này ha, lô đất này quý anh chị ơi. Đường trước đất của mình đường 6m quý anh chị ha. Phía trước đó là đường Bùi Thị Xuân đó quý anh chị. Xíu nữa em ra đây em quay cho quý anh chị mình xem ha. Nó gần với đường Bùi Thị Xuân quý anh chị nhá. Từ đây ra đường Bùi Thị Xuân chỉ tầm khoảng chắc đây ra đó chắc tầm 50m thôi quý anh chị ha. Đó, đường rất là gần nha quý anh chị nhá. Đường này đường ô tô ha. Đấy. Thì lô đất hôm nay giới thiệu tới anh chị mình, lô này thì xây dựng tự do ha. Chỗ này mình xây cấp 4 cũng được, xây trệt lầu 2 lầu đều được quý anh chị nhá. Đây. Căn này xây cấp 4 quý anh chị. Căn này xây trệt lầu này quý anh chị. Đó ha. Ở đây chỗ này mình xây tự do quý anh chị ạ. Trong đây thì có một số căn 2 lầu này quý anh chị ha. Vị trí là phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương quý anh chị ạ. Ngang 4 và dài gần 18m quý anh chị nhá. Lô này là 71m2, thổ cư 60m ha. Lô đất này có hướng Tây Bắc, phù hợp các anh chị có cung mệnh Tây Tứ Trạch quý anh chị. Lô đất này rất là đẹp ha, xây tự do, sổ riêng, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị nào mà mình có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Và ngoài ra thì lô đất này ngoài vấn đề gần với đường Bùi Thị Xuân thì lô đất này cũng rất là gần với chợ Tân Bình quý anh chị. Chợ Tân Bình của phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương quý anh chị. Từ đây ra chợ tầm 300m thôi quý anh chị, ra chợ Tân Bình và ra ngã tư Bình Trị là tầm 300m anh chị nha, rất là gần ha. Tiện ích xung quanh đây trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và chợ Tân Bình của phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương là trong vòng bán kính khoảng 6 đến 700m đổ lại thôi quý anh chị nha. Đấy, rất là gần. Một vị trí rất là thuận tiện để mình di chuyển ha. Đây, hướng này mình ra chợ Tân Bình rồi quý anh chị. Chỗ này lên chợ Tân Bình tầm 300m thôi. Đó. Lên ngã tư Bình Trị. Đây là đường mặt đường này là đường Bùi Thị Xuân quý anh chị nha. Đường này Bùi Thị Xuân ha. Lên chợ Tân Bình và ngã tư Bình Trị là chạy hướng này, lên đâu khoảng 300m. Nói chung 3 đến 400m gì đó, gần gần thôi quý anh chị ạ, chứ cũng không có xa lắm nhá. Còn hướng này là mình đi ra quốc lộ 1K quý anh chị. Đây, chỗ này chạy thẳng ra quốc lộ 1K, ra chỗ khu vực thành phố Biên Hòa, quốc lộ 1K mà gần chỗ chùa Châu Thới quý anh chị ha. Đây là hướng này ha. Đó. Thì cái lô đất em vừa giới thiệu tới anh chị thì nó nằm ở trong đây này. Đó, trong này quý anh chị nhá. Đó, rất là đẹp ha. Giá chỉ có 2 tỷ 3 thôi quý anh chị nhá. Lô này 71m 2 tỷ 3 ha. Giá còn thương lượng quý anh chị ạ. Thương lượng chính chủ cho quý anh chị mình ha. Đấy. Đây là một lô đất tại phường Tân Bình, gần đường Bùi Thị Xuân, gần với khu dân cư Bicosi. 71m chỉ có 2 tỷ 3 thôi. Nếu anh chị mình yêu thích thì hãy liên hệ cho em Hải ha. Em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình. Ngoài lô đất này ra thì bên em còn nhiều sản phẩm đất nền và nhà phố tại thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em không thể quay video hết được nên là quý anh chị mình yêu thích thì quan tâm những khu vực trên thì hãy liên hệ cho em ha. Em sẽ gửi sản phẩm cho quý anh chị mình xem. Bên em nhiều sản phẩm lắm quý anh chị ơi, giỏ hàng đa dạng ha, sản phẩm nào cũng có nên là sẽ rất là hài lòng với toàn thể quý anh chị mình đấy. Đấy, lô đất đây, em quay lại vị trí ban đầu ha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cùng các bạn trong các video tiếp theo của bên em ạ.